À, cho một đồ đen lúc da hai bên này đàn đây xanh lắng. Hello, em chào mọi người. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Rồi, em chào khách nha. Rồi, thấy chị Vân Thương, em thấy mọi người nha. Rồi, em like đồ nha chị ơi. Em like quần áo nha. Rồi, đang xem like, chấm bài lên đi mấy chị. Chấm bài lên đi cho nó nhảy bình luận lên nha. Bữa nay nó hay bị ẩn comment lắm. Rồi chấm bài giùm em nha mấy chị. Đơn của chị Phạm Thu Hiền có hai bộ với một cái áo thôi. Đơn chị Phạm Thu Hiền hai bộ một cái áo thôi, chị chốt thêm đi. Hay là muốn gửi luôn. Tại vì em thấy ít nem để đó đó. Em sẵn hàng nha mấy chị. Đồ của Đào Nguyễn tí nữa chị làm bill xong rồi này. Chị làm bill xong rồi á, tí nữa chị chụp bill qua cho nha em. Tí nữa chị chụp bill qua cho nha Đào Nguyễn, chị chưa có gửi hàng. Sao mà nó hay bị ẩn thế này? Em xả hàng. Rồi. Hello mọi người nha. Váy này còn hai cái nha mấy chị. Xả hàng. Xả hàng mấy chị ơi, chưa xả. Xả hàng buổi. Rồi. Đồ của chị Thái Võ hả? Đồ chị á, chị đặt mỗi cây mỗi ít mà chị không có qua lái nên bên không có giữ đơn nha. Đặt thì lấy liền chứ bên em không có giữ đơn đâu, chị đặt cả tháng rồi chị hẹn hò qua lấy đâu có qua đâu. Đâu có qua đâu mà bên em không có gom đơn cho ai hết nha mấy chị. Gom một ngày hai cái ba cái thì qua lấy đi chứ. Gom gì đơn của chị lâu quá chị thà. Chị đặt lại đơn mới giùm em nha Thái Võ. Đặt đơn mới giùm em, qua lấy là chiều qua lấy luôn hoặc là sáng mai. Còn chị để 3-4 ngày là tự xả nha. Bên em tự động xả đơn chứ chưa chưa rồi bán cho người khác nha mấy chị. Đấy chứ đặt lâu quá bên em không có giữ. Như chị Thái Võ để lâu quá. Chị để bữa giờ nửa tháng luôn rồi, đâu còn nữa đâu. Rồi cái váy này nha, xả hàng mấy chị ơi. Váy giùm em nha. Rồi có học cúp lần trước nữa mấy chị. Rất là dễ thương luôn, váy này hàng cao cấp cho em nha. Hàng xịn nó phải rất đẹp luôn này. Nó có màu hồng với màu đỏ giùm em nha mấy chị. Màu hồng màu đỏ nha, em bán với chị hai chục đi. 20 nha, 20.000 đầu like. 20. Rồi váy hồng 20, váy đỏ 20 giùm em size 10 kg mặc vừa nha, size 10 kg. Rồi thằng Ngọc Ngọc đơn em tí chị có cho. Rồi thấy Thanh Thủy. Tí chụp bill cho. Rồi ai lấy váy hồng 20 chốt này. Comment giùm em váy hồng 20, váy đỏ 20 cho em nha. Dễ thương lắm á chị. Rồi size này 10 kg mặc vừa nha, 10 11 kg. Mua mua một cái vải này là đuổi tơ gân nha mấy chị. Nó đuổi tơ gân hơi bị đẹp luôn. Ra lấy chốt luôn giùm em nha. Lấy bút với lấy áo đi. Lấy váy đỏ, váy đỏ 20, váy hồng 20, comment đúng giùm em nha. Trưa nay em sẽ xả lộn xộn còn ít xin xả nè. Nay em không có len dép chị ơi. Nay em không có len dép nha. Bộ này là thun lạnh nha mấy chị. Rồi thun lạnh nha, thun lạnh này thì nó rất là mềm và rất là mát luôn. Rất là mềm và rất là mát luôn cho em nha. Rồi bộ này chốt cho em nha. Bộ hồng 30 à, thôi 25.000 luôn đi. Xả luôn cho mấy chị. Rồi hai bộ này nha. Rồi vải đẹp chưa? Vải nó rất đẹp luôn. Hai bộ này 50 nha. Size 16 kg. Cho Đào Nguyễn. Váy đỏ cho Đào Nguyễn. Váy đỏ cho Đào Nguyễn nha. Rồi comment giùm em đúng nha. Váy đỏ cho Đào Nguyễn. Váy hồng cho chị Vân Thượng. Váy đỏ cho Đào Nguyễn, váy hồng cho Vân Thượng. Rồi hai bộ này 50 cho em. Hai bộ này 50 nha, chất cực kỳ đẹp luôn cho em nè. Chất cực kỳ đẹp luôn được chưa? Rồi ai lấy bộ này chốt giùm em là thun lạnh đi, thun lạnh 50.000. Size này 16 kg nha, 15 16 kg mặc vừa phải đẹp lắm. Mát mê luôn. Hai bộ 15 16 kg.
hai bộ này 15 16 kg nha. Cho chị khuyên hồng này 50 nè. Hai bộ 15 16 kg chị khuyên hồng 50 nè. Rồi váy bi giùm em nha. Váy bi 30.000 size 10 kg mấy chị, 10 11 kg mặc vừa. Rồi ai lấy váy bi chốt váy bi nó dễ thương chưa mấy chị? Đó váy bi giùm em nha. Váy bi. Ai lấy váy bi chốt váy bi nha. Đó ai lấy váy bi chốt váy bi. Chị Thái Võ comment giùm em nha. Là đặt là à, ok giùm em đi, đặt là ngày mai chiều hoặc là ngày mai ghé lái ok thì em mới chốt tiếp nha, chứ đặt để giữ đơn ai bên em không giữ nha chị Văn Thượng, em bắt câu em đặt rồi em xả nữa. Ok giùm em cái rồi em chốt cho nha chị Thái Võ. Rồi cái hỏa này giùm em nha, 30. Ai lấy bi trắng chốt bi trắng 30 size 10 cái mặt vừa. Rồi một em này nữa xả luôn, hàng cao cấp luôn. Trời ơi xuất sắc chưa, dễ thương quá trời luôn mấy chị. Cái này dễ thương quá trời, dễ thương luôn. Rồi em chốt mã này cho mấy chị nha, 30.000 luôn. Váy Dior vàng 30, size 11-12kg. Size 11-12kg, con cực kỳ luôn. Còn ít lẻ size em xả hết cho mấy chị. Quá rẻ 30, ai lấy váy Dior vàng 30 chốt. Này dữ thương chưa? Quá trời cưng. Quá trời cưng luôn. Rồi váy Dior vàng 30. Váy Dior vàng 30 nha. Đó, váy Dior vàng 30 cho em rồi, ok chị Thái Võ. Váy Dior vàng 30 nha. Có váy 17kg có chị, để em lên từ từ. Em đang xả rồi. Rồi mã này giùm em nha, 30 luôn. Bộ len xanh. Bộ len xanh nha, 30.000 cho em nha. Size 14kg. Áo crop top được chưa? Áo crop top, quần quần bo ống. Được chưa? Bộ len xanh 14kg 30.000. Bộ len xanh. Bộ len xanh 14kg 30. Ai lấy bộ len xanh thì chốt này. Rồi váy 30 cho Đào Nguyễn nè. Váy 30 cho Đào Nguyễn nè. Váy 30 cho Đào Nguyễn. Chờ em tí nha mấy chị. Để này lên cho nó. Chào Thùy Suri nha. Chào Thùy. Tí này đi làm chưa? Này, lo xanh cho Lệ Phạm này. Rồi lo xanh cho chị Lệ Phạm nha mấy chị ơi. Lo xanh chị Lệ Phạm. Rồi, trời ơi bộ này à. Dễ thương quá, dễ thương xỉu luôn. Dễ thương xỉu luôn. Cái này à, đã phải bị lỗi đâu, không phải. Cái màu nó vậy. Trời ơi quá đẹp. Em bán tặng mấy chị bao nhiêu ra ta? Bán tặng mấy chị bao nhiêu ra? Quần đẹp quá trời luôn nè mấy chị, phối hai bên nè. 49.000 cho em nha. 49 cho em bộ loan vàng 49 nha, 16kg. Bộ loan vàng 49 16kg. Trời ơi xinh quá mấy chị ơi, xuất sắc luôn. Hàng của King Baby là đó, King Baby nha. Rồi quần này mấy chị phối hai túi đằng sau nha, coi cái bóng nè. Trời quá đẹp luôn. Ai lấy loan 49 chốt giùm em loan vàng 49 nha. Loan vàng 49 cho em nha mấy chị. Rồi Đào Nguyễn con bé trai đi hả? Rồi chờ chị xế. Chờ xế, chờ xế. Loan vàng 49 cho em. Rồi sơ mi giùm em nha mấy chị, sơ mi này. Sơ mi kẻ. Loan vàng cho sâu mèo. Loan vàng cho sâu mèo 49 này. Loan xanh hết rồi. Rồi sơ mi này bé trai bé gái đều mang được nha. Sơ mi này 30, còn nhiều không em? Sơ mi này 30 nha. Rồi chốt cho em là sơ mi kẻ. Em có size là từ 14kg đến 20kg. Sơ mi kẻ 30.000, vải này là vải xô. Ai lấy sơ mi kẻ chốt nè. Chốt sơ mi kẻ cho em nha, 30. Sơ mi kẻ 30. Bộ loan vàng cho ai rồi? Sâu mèo. Bộ loan vàng chốt sâu mèo nha. Rồi bộ loan xanh em hết. Rồi áo sơ mi giùm em nha, sơ mi đuổi nữa này, cổ trụ, rất đẹp luôn được chưa? Rồi áo này chốt giùm em nha. Sơ mi xanh. Sơ mi xanh mấy chị ơi, sơ mi xanh này mấy chị chốt cho em là mã. Sơ mi kẻ cho chị Mai Thúy Hằng, ok chị. Rồi loan vàng em hết chị ơi. Váy vàng đằng sau có 16 kg không chị hả? Váy vàng này hả? Váy vàng này không có chị ơi. Rồi sơ mi xanh, ai lấy sơ mi xanh chốt sơ mi xanh nè, 30.000 luôn. Chốt em là size từ 15kg đến 25kg, 15 tới 25kg mặc vừa. Vải rất đẹp luôn được chưa, 30. Vải này vải xô, rất là mềm. Rất là mỏng, nó mỏng và nó mềm lắm á chị. Vải đẹp cho em nha, được chưa. Rồi lấy sơ mi xanh 30 chốt luôn. Sơ mi xanh 30 luôn. Rồi áo kẻ vàng 20.000 nha. Áo kẻ vàng này 20.000 giùm em nha, còn 2 cái thôi. Rồi size từ 12kg nè. Size 12kg đến 18kg mang vừa. Ai lấy áo kẻ vàng 20 chốt luôn. Áo kẻ vàng 20.000 thì chốt luôn giùm em. Áo kẻ vàng 20. Set này.
Set này 14 kg hả? 13 14 kg mang vừa. 13 14 kg mang vừa nha, 49.000. 49.000 nha, chốt set caro. Chốt set caro. Alexa caro, chốt set caro giùm em nha. Áo kẻ vàng 20 kèm với số ký nha. Rồi set caro 49.000 kèm số ký. Áo đen nhí. Áo đen nhí 20.000 giùm em nha. Size 7 kg nha mấy chị. Size 7 kg đến 12 kg mang vừa. Size 7 đến 12 kg mang vừa, áo kiểu cho em nha. Áo kiểu. Sơ mi xanh 25 kg cho Thu Vũ. Sơ mi xanh 25 kg cho Thu Vũ nè. Rồi, set caro cho Nguyễn Phương. Set caro cho Nguyễn Phương nè. Rồi, áo kẻ vàng 18 kg cho Thái Võ nè. Này Nguyễn Phương, cái này Thái Võ nè. Rồi. À, đen nhí, rồi đen nhí 20 nha, kèm số ký luôn giùm em. Cái này 7 kg tới 10 à. 7 kg tới 10 à, 12 kg mấy chị. 7 kg tới 12 kg nha. Rồi ai lấy cái này chốt giùm em, áo đen nhí 20. Áo đen nhí. Đó, áo đen nhí 20 nha. Mai Thúy Hằng 11 kg nè. Mai Thúy Hằng nè. Mai Thúy Hằng 11 kg nè. Ai lấy áo đen nhí rồi chốt giùm em luôn, 20.000. Rồi set này giùm em nha. Set quần hoa. Set quần hoa size này 14 kg. Set quần hoa size 13 14 kg. Size 13 14 kg cho em nha. 13 14 kg. 35.000 đi. 35.000 giùm em. Alex set quần hoa chốt giùm em nè. Set quần hoa. Set quần hoa cho em nha mấy chị ơi. Rồi bộ này. Bộ này 39.000 cho em. Bộ này 39 nha. Em còn size 10 kg đến 15 kg nè. 10 tới 15 kg mặc vừa. 10 tới 15 kg mặc vừa được chưa? 39.000. Ai lấy bộ gấu trắng thì chốt nè. Chốt bộ gấu trắng giùm em nha. Set caro chị hết rồi. Còn set quần hoa này thôi. Set quần hoa nha. Hết set caro. Rồi ai lấy cái này chốt luôn giùm em. Set caro còn không ha? Còn 2 set. Bỏ thêm cho rồi còn Thu Vũ set quần hoa caro còn. Bỏ cho Thu Vũ set. Rồi cái này set gấu giùm em nha. Gấu trắng 39. Gấu trắng 39 thôi. Rồi phải của nó nè. Rồi gấu trắng 39 kèm số ký giùm em 10 tới 15 kg mấy chị. 10 tới 15 kg mặc vừa. 10 tới 15 kg mặc vừa nha. Rồi quần này quần 15.000 em còn nữa nè. Quần này 15.000 nha. Set quần hoa cho Lê Thị Hương. Set bỏ đi. Set quần hoa Lê Thị Hương. Lê Thị Hương này. Cái này có 4 kg rồi. Set quần hoa cho Lê Thị Hương nha. Ai lấy set quần hoa nữa chốt luôn, lấy số điện thoại luôn chị ơi. Rồi cái này 12 đến 18 kg nhà em có size nha. Ai lấy quần 15k chốt quần 15k nè, kèm màu ăn màu gì đó lấy màu đó giùm em nha. Màu đen, màu xanh nhạt với lại màu xanh dương nha. 15.000. 12 đến 18 kg có size, 12 tới 18 kg có size một quần 15.000. Quần 15.000 giùm em. Ai lấy quần này chốt quần. Lấy quần 15.000 thì chốt quần 15.000 nha. Rồi bộ này bé trai 30 nha mấy chị. Bộ này bé trai 30.000. Rồi chốt bộ này là comment giùm em là mã X1 cho em đi mấy chị ơi, X1. À, từ 10 kg đến 15 kg mặc vừa. 10 tới 15 kg mặc vừa nha. Chốt X1 màu vàng nè, X1 màu vàng giùm em nha, X1. X1 30k kèm size. Bộ này là bộ đuổi mặc ở nhà nó bao mát luôn, bao xuống. Hai quần 18 kg rồi ok em. À, Tường Vi Nguyễn hai quần. Mỹ Phương Tài một quần 15.000 nữa nè. Mỹ Phương Tài nè. Rồi quần legging đùi hả, quần legging đùi có em. Váy dây giùm em nha, size 10 kg. Váy dây size 10 kg mặc vừa. À lấy dây chốt dây giùm em nha, dây 10 kg mặc vừa 8 đến 10 kg, 39.000. 39.000 à lấy dây chốt dây cho em. Dây. À lấy dây chốt dây cho em nha. Bộ này còn ba màu đúng không? Ở dưới cũng còn đúng không? Dạ. Rồi bộ này mấy chị chốt cho em là mã X2 nha mấy chị ơi. X2. X1 cho chị Vân Thương nè. Rồi X1 cho chị Khuyên Hồng nè. Rồi dây cho Ngọc Ngọc nè. Dây cho Ngọc Ngọc nè. Rồi quần legging có size nhỏ thôi. Quần 15.000 cho Hảo Trần nè. Rồi quần 15.000 cho Mỹ Phương Tài nè. Rồi dây 15kg em hết. Dây 15kg em hết nha. Size. Cái dây đó em chỉ có size 10kg thôi. Rồi mấy chị chốt cái mã này là X2 cho em nha mấy chị. X2 màu nâu nè. Cái này 8 tới 15 kg. X2 màu trắng được chưa? 35.000 một bộ. Dễ thương xỉu luôn, cái màu trắng nè mấy chị. Đấy, màu trắng nè. X2 giùm em nha, 35.000 thôi. Cái này là đuổi tơ gân, cái này bo chung rất là nhẹ nhàng luôn, dễ thương lắm, 35.000 cho em. Đuổi tơ gân chất đẹp chưa?
rất đẹp lắm, rất bao đẹp luôn, 35 ngàn. Nó chạy viền ở dưới nó là bao cưng luôn nè. Rồi màu trắng màu kem nha mấy chị, X2 màu trắng màu kem với lại màu hồng cho em, kem xuất ký nha, có 35 ngàn thôi. Chốt size 8-15 kg mặc vừa, chốt size 8-15 kg mã X2 35 ngàn đó, mã X2 nha, X2 35 ngàn. X2 chữ X đó chị Lê thì coi X sợ cho mã VIP nha, X2 mã X2 ai lấy X2 chú X2 giùm em nha, X2 mã X2 giùm em nha, không có 20 kg, tới 15 kg thôi tình yêu ơi, tới 15 kg thôi giùm em nha. Bộ Doraemon này trên còn không? Không. Bộ Doraemon này em còn size 12-16 kg nha mấy chị, 12-16 kg Doraemon này em xả cho mấy chị 60. Doraemon này em xả mấy chị 60, ai lấy Doraemon 60 chốt giùm em luôn. Cái này là thun lạnh cao cấp nha mấy chị, thun lạnh cao cấp, vải rất đẹp luôn giùm em, có 60 ngàn là giá em xả nha. Rồi giá em xả nha, ai lấy Doraemon chốt Doraemon luôn, 12-16 kg, 12-16 kg nha. Rồi, rồi ok chị Lê Thị Cơ nè, rồi Thái Phỏ ok 15 kg nè, rồi Đào Bích em ghé lấy nha. Rồi ok Đào Bích, ok tình yêu. Rồi X2 màu nâu Nghi Trương lên số điện thoại giùm em nha. Nghi Trương lên số điện thoại giùm em. Ai là người bấm tạo đơn nhỉ? Đâu có. Có sự. X2 màu kem, rồi X2 màu kem cho chị Lê Thị Thu Hà nè. Em thấy Nghi Trương em thấy rồi, chị lên số điện thoại là có đơn nha. Rồi X2 màu kem cho Lê Thị Thu Hà em thấy đơn rồi nè. Rồi cái này giùm em nha, kệ nó đi. Rồi cái này giùm em nha, chốt bộ hoa giùm em nha mấy chị ơi. Hoa này mấy chị chốt em là X3 đi. X3 này em xả mấy chị 30 nha, 30 ngàn. À, hoa trắng với lại hoa vàng X3. Hoa trắng hoa vàng giùm em nha, 10-16 kg. 10-16 kg nha mấy chị ơi. X3 10-16 kg 30 ngàn. Màu trắng với màu vàng, màu trắng với màu vàng cho em nha. Ai lấy trắng chốt trắng mà ai lấy vàng chốt vàng. X3 cho em. X3. Ai lấy X3 chốt X3 nha. Chị Nghi Trương lên lên số ký giùm em nha. Nghi Trương lên số ký đây. Bộ bí xanh em còn một bộ 35 ngàn, size nhí 7-8 kg hả, còn nhiều à. Rồi size 5-12 kg giùm em nha, 5-12 kg chốt mã bi xanh, chốt mã bi xanh 35 ngàn, đuổi tơ nha mấy chị, đuổi tơ. Cái này cái chất đuổi nè rất là mềm luôn mấy chị ơi, nó quá rẻ, có 35 ngàn, rẻ xỉu luôn. Rồi anh 5-12 kg cho em bộ này mấy chị, chốt em bi xanh, mấy chị chốt cho em bi xanh nha. Rồi Nguyễn Thị Dư Hiếu quần 15.000 có nha chị ơi. Quần 15.000 có nha. Rồi Nghi Trương hai quần 15k ok tình yêu luôn. Rồi X3 cho Thái Võ ok chị. Rồi bi xanh cho Lê Thị Cơ. Rồi ai lấy bi xanh nữa nè, bi xanh cho Thương Nguyễn nè. Bi xanh Thương Nguyễn có đơn ok tình yêu nè. Rồi bộ này 30 nha. Bộ này 30 mấy chị chốt em X4 luôn. Xả rẻ cho mấy chị cho nhanh hết hàng nè. Còn là chốt đuổi rất là mềm luôn. 30 ngàn, kiểu cỡ này mặc quá sướng. Rồi cái này size 8-14 kg chị, 8-14 kg cho em nha, 8-14 kg chốt mã X4 và có sỉ nha chị ơi, chốt mã X4 cho em, chốt mã X4 30. Rồi mã này X5 con chuột Mickey này 8-12 kg 30 luôn, 8-12 kg X5 30 nha, X4 30, X5 30 nè. Rồi ai lấy chú tiếp tục nè. Rồi bộ này hả, bộ này là size 15-20 kg mặc vừa, 15-20 kg mặc vừa nha, 35 ngàn cho em nha, 35 ngàn chốt mã X7 nha, X7 nè, hoa đỏ với lại X7 xanh, X7 cho em nha, đỏ xanh và hồng nha mấy chị, 35 ngàn nha, 15-18 kg có size, 15-18 kg mặc vừa X7 giùm em nha, 35 ngàn. Kèm mã giùm em là ok cho nó không bị lậu. Rồi chốt bộ này nha, Adidas dễ thương chưa. Rồi 35 ngàn luôn, 35 ngàn luôn. Bộ Adidas này size 7 kg nha mấy chị, size 7 kg tới 14 kg mặc vừa. 7 kg tới 14 kg mặc vừa, 35 ngàn giùm em, 35. Rồi chốt mã giùm em là X8 35 ngàn, có tông tàu, có tông tàu nè, coi dạng 4 chiều cho em vải mịn mát nha mấy chị. Rồi cho em 35 ngàn bộ này luôn, cho em mã X7 nha, X8 chưa, cho em mã X8 nha mấy chị ơi. Rồi sâu mèo ok tình yêu nè, Vân Thương ok chị nè, rồi Thương Nguyễn ok nè, Thương Nguyễn ok nè, rồi
Rồi, Như Hiếu ok chị nha. Lê Thị Thu Hà, bi xanh em thấy rồi. Bi xanh em thấy rồi. Dạ alo. Dạ, chị đọc, anh đọc đi, sao vậy? Đơn của ai tên gì vậy anh? 1496 rồi. Sao? 7755 gì? 775556. Rồi sao anh? Đang ngồi đó, người ta chưa công nhận. Ủa sao vậy? Em điện lại cho người ta cho anh biết xong biết liền luôn quá. À. Rồi tí nữa em gọi chị nha, sau nha, cảm ơn ạ. Để đó tí nữa gọi sau. Rồi X8 chị sâu mèo rồi nha, đá cho Ngọc Ngọc. Ok em. Rồi bộ này 30 luôn, chó em mã X9 30 nha. 7kg tới 12kg mấy chị. 7 tới 12kg mặt vừa nha. 7 tới 12kg ba mặt vừa. Rồi X9 30.000. Đó chốt mã giùm em là X9 30.000 nha. Rồi cái này cũng 35.000 luôn giùm em, chốt mã X10. Chốt mã X10 nha. Đó X10 cho em 30. X10 30 chốt mã kèm số ký kèm số điện thoại là có đơn nha. Nãy giờ có bị ẩn comment của ai không á chị ơi? Nhiều khi nó bị ẩn comment nhưng mà nó nổi lên này, tí nữa em chốt sau nha. Nổi lên trên này em chốt sau nha mấy chị. Không cần ai, không cần phải đọc tên đâu. Rồi mã này giùm em nha. Rồi giờ tôi cũng chưa. X10 cho em nha, size từ 5 tới 12 kg mặt vừa. Size 5 tới 12 kg mặt vừa nha, mã X10. Ấy mã X10 nha. Ai lấy X10 chú X10 nè, 35.000. 5 tới 12 kg. Ủa không thấy em hả? Hả? Em chốt theo mã đi em, chốt theo mã đi. À, mã bữa nay nó bị scare bên. Đó bạn này nó bị scare bên lắm á. Cho nên là mấy chị cứ chốt theo mã giùm em đi, chút nữa bên phần mềm nó chốt tự động cho mấy chị. Chút nữa bên phần mềm nó chốt tự động cho mấy chị nha. Em có đọc giá đó chị. Bộ X10 là 35.000 nha. Ai ơn mã nào chốt mã đó giùm em được chưa? Không cần em đọc tên được chưa? Phần mềm nó tự động nó chốt đơn cho mấy chị cho nó dễ. Phần mềm chốt đơn tự động cho mấy chị cho nó dễ nha. Đấy. Chốt em mã theo mã. Rồi em thấy chị Ngọc Tiền. Bữa nay em không có lên giày. Rồi thấy chị Sony Rina nha. Rồi chị Suka Lê em gửi giày rồi. Rồi chị Suka Lê em nhưng gửi giày rồi. Quyên Đỗ em dồn đơn giặt rồi. Rồi Phương Thảo em cứ chốt theo mã giùm chị nha. Chốt theo mã giùm chị. Rồi X10 nha, lấy X10 chốt X10 nha. Chị lấy váy vàng sau lưng cho em coi. Rồi ok. Váy này nha em có size từ 18 tới 25kg nha mấy chị. 18 tới 25kg, váy này 60.000 thôi. Váy này 60 nha. Váy này 60, hàng Quảng Châu rất là cân luôn. Vải hơi bị xịn cho mấy chị luôn. Vải xịn rất đẹp. Được chưa? Ai lấy cái này chốt cho em làm X11 đi mấy chị. X11 cho em đi nha. X11 60.000 kèm số ký luôn. X11 60.000 kèm số ký luôn nha. Rồi bộ này 30 mấy chị ơi. Size này là từ 8kg được chưa? 8kg tới 15kg mặt vừa. 8 tới 15kg mặt vừa. Đấy. Rồi 30.000 chốt giùm em là mã X12. Chốt giùm em mã X12 nha. X12 30.000 kèm số ký. X12 30.000 kèm số ký nha. À lấy X12 chốt X12. 30. Xả tiếp. Rồi bộ ngố mấy chị. Bao cân luôn. Rồi xả 49.000 cho bà nào nè. Bà nào hốt giùm em lỗ 5.000. Lỗ 5.000 một bộ. Bộ này xả 25kg. 25kg giùm em nha. Rồi chốt ngố vàng 49 cho em đi mấy chị ơi. Ngố vàng 49 có một bộ thôi. Ngố vàng 49 xả 25kg mặt vừa. Ngố vàng 49 nha. Ai lấy ngố vàng chốt. Ngố vàng em chào chị Trần Thị Vui. Ok chị này X12 nè. Thương Nguyễn X12 nè. Phương Mỹ Phương Tài X10 nè. Mai Dung Tú Uyên X10 nè. Rồi Thí Trần em chưa gửi đồ chị nha. Em chưa gửi. Rồi ngố vàng cho chị Phạm Thu Hiền 49 nè. Ngố vàng. Rồi ngố vàng Phạm Thu Hiền nè. Ngố vàng hết. Còn ngố cam. Ngố cam 25kg nè. Còn ngố cam nha. Ai lấy ngố cam thì chốt ngố cam cho em nha. Đó ngố cam được chưa. Qua ngố cam đi mấy chị. 49.000. Ngố cam 49.000 giùm em. Lấy ngố cam chốt ngố cam. Rồi Trần Quỳnh Xuân lên số ký luôn giùm em nha chị ơi. Chốt kèm mã kèm số ký là được. Còn bộ nào em còn 1-2 bộ là em đọc tên luôn. Còn cái lên. Rồi X12 cho bi quả nè.
Rồi đơn em còn nha, Phương Thảo yêu cháu. Đơn em còn. Rồi cái này giùm em nha, bộ xanh rêu này mấy chị chốt cho em là X14 nha mấy chị. Cho em bộ xanh rêu này là X14 nha. Size này của em nó là size từ 25kg đến 30kg mặt vừa, 32kg. 25 tới 32kg mặt vừa, bộ này 60.000 cho em. Chốt vải là thun thái hơi bị đẹp luôn. Thun này thun thái nha mấy chị, nó rất đẹp và mát. Được chưa? Rồi, ai lấy cái này chốt em luôn. Đó. Rồi 25 tới 32kg X14. X14 60. X14 60 nha, kèm số ký luôn nha chị Hương Giang ơi. Lên kèm số ký luôn giùm em. 25 đến 32kg. Ồ, một cái váy siêu cân. Một cái váy siêu cân. Này mùa hè này thì mặc quá mát mẻ và dễ thương mà nó đẹp nữa. Chất vải nó hơi bị đẹp luôn. Nè, chất vải nó rất là đẹp luôn đó mấy chị. Rồi kèm một cái bân đô cho em nha, kèm cái bân đô nữa nha. Cho chị coi cái đầm dây vàng vừa qua. Đầm dây vàng nào ta? Chốt kèm mã kèm số ký cho em là có đơn nha. Rồi Trần Xuân Quỳnh ok, Hương Giang ok chị nè. Rồi ngố cam sau lưng có 11 ký không? Từ từ em lên cho. Có 11 ký, lá bộ con heo có cái mũ giùm chị với em. Rồi váy dây này mấy chị chốt em mã X15. Xinh lắm. Cái này mấy chị chốt em là 8 tới 14 ký nha mấy chị. 8 tới 14 ký, vải bao đẹp luôn. Hàng may của nó là hai lớp cho mấy chị xem nè, xuất sắc luôn. 39.000 kèm một cái bân đô nữa, tao nói thiệt luôn á, giá sỉ cũng kiếm ra hơi bị khó luôn á mấy chị ơi. Được chưa? X15 39.000. X15 39.000 giùm em nha. Ra mã này chốt mấy chị chốt giùm em là heo nha mấy chị. Heo này em còn size 10 ký đến 14 ký thôi. Heo này em còn hai bộ size 10 14 ký nha. Heo 90.000 kèm một cái mũ. À, ai lấy bộ heo thì chốt heo. Heo 90.000 kèm cái mũ nha. Kèm cái mũ luôn nha. Bộ ngố heo. Ai là ai lấy heo chốt heo 90. Bộ này lấy màu xanh chị like luôn em. Lấy luôn bộ xanh chị đi. Rồi bộ này mấy chị chốt cho em là bi cam nha. Bi cam. Bi cam giùm em nè. 35.000 luôn. Cái này em còn size 5kg tới 12kg. Bi cam. Bi cam kèm số ký giùm em nha mấy chị ơi. Bi cam kèm số ký. Rồi Mai Thí Hằng X15 nè. Rồi X14 cho chị Hương Giang ok chị nè. Rồi em lên mã này nha. Mã này là mấy chị chốt cho em là mã X22. Mã này là mã X22 cho em nha mấy chị. Đó, X22 màu xanh nha. Rồi size em nó là còn size 8kg tới 10 à. 8kg tới 10 à. 16kg. 8 tới 16kg. Quần này là quần ngố nha mấy chị. Áo ba lỗ crop top nha. Nguyên set này 39.000 giùm em. Nguyên set này 39.000 nha. Chốt em là mã X22. Cho em mã X22 cho em nha. Đó, X22. Rồi X15 cho Bi Quả nè. X11 Thanh Nga 18kg ok chị nè. Bi Cam cho Trần Thị Vui nè. X15 Bi Quả nè. X15 Mai Thí Hằng nè. Rồi X15 cho Thu Vũ nè. Ngố heo 11kg cho Trần Xuân Quỳnh. Lấy bộ đó luôn em. Rồi ai lấy X22 cho em X22 nha. Quần này quần ngố. Quần ngố lát kim ngố. Rất là dễ thương. Mặc với cái áo ba lỗ xinh lắm. Cái 39.000 thôi. 39.000 thôi nha. X22 X22 nha. Chó set này cho em là X22 nha. X22 cho sâu mèo nè. Rồi. Rồi X12 hả? Trinh Lên. Rồi Nguyễn Thí 8kg X22 nè. Bi cam cho Mỹ Phương Tài ok chị nè. Màu kẻ đen X22 là kẻ đen nữa nè. X22 kẻ đen là còn 8 tới 10 14kg thôi. Kẻ đen này em còn 8 tới 14kg thôi nha. Ai lấy X22 kẻ đen là chốt luôn giùm em nè. Rồi bộ thun lạnh. Thun lạnh chốt luôn 30.000. Thun lạnh chốt luôn 30.000 giùm em nha. Chốt mã X18. Cho em mã X18 30. Cho em mã X18 30 nha. Size này là từ 7kg tới 12kg. Còn 7 tới 12kg mặt vừa nha. Thun lạnh 30.000. Cho em X18. Chốt em X18 nha. Rồi váy dây nè mấy chị. Dây này 35.000 luôn, size to. Size từ 25kg tới 30kg mặt vừa. 25 tới 30kg mặt vừa nha. Rồi 35.000 chốt em mã X19. Chốt em mã X19 cho em. X19. Bộ ngố. Ủa không phải bộ ngố. Bộ này là quần bao ống cho em. Quần bao ống nha. Rồi áo crop top mấy chị thấy không? Bộ này chốt cho em là mã X20. X20 cho em áo crop top nha. Quần bao ống nha, 60.000 nha, dáng thể thao nha mấy chị.
dáng thể thao nha. Rồi 60 cua tông chính phẩm 4 chiều, rất là mịn và đẹp luôn. Rất là mịn và đẹp cho em luôn nha. Rồi, áo rất tốt nè. Chốt size là từ 12kg tới 18kg nha chị. 12 tới 18kg mặc vừa 60.000. 60.000 cho em, 12 tới 18kg. Chốt mã X20. Chốt mã X20. Rồi pyjama này size 14 15kg mặc vừa. Chốt em là lập thẻ 35.000. Lập thẻ 35. Chốt em lập thẻ 35.000 nha. Rồi, X18 cho Phương Tiền lên số điện thoại đi chị. Thiên Thanh ok chị nè. Rồi kẻ đen cho Đào Bích ok tình yêu. Em lấy em kẻ đen rồi Nguyễn Thúy ok chị nè. X18 cho anh Hai Ben lên số điện thoại nha. Mấy chị chốt đơn lên số điện thoại giùm em nha mấy chị ơi. Chốt đơn lên số điện thoại cho em với. Rồi, Phương Tiền lên số cho lên cho em số điện thoại với nha. Phương Tiền lên cho em số điện thoại với. Rồi bộ nhện đỏ này mấy chị chốt cho em là từ 7kg cho mấy chị. 7kg tới 14kg. 7kg tới 14kg nha. Chốt em mã X24. Chốt em mã X24 nha. 7 tới 14kg mặt vừa. 7 tới 14kg mặt vừa nha. 35.000. 35.000 nha. Rồi 35.000. Rồi màu trắng mấy chị chốt cho em là mã X25 nha. Ủa thun giống như thun lạnh đó mấy chị, nó mát lắm. Nhện trắng mấy chị chốt em mã X25 35.000 luôn. X25 35.000. Ai lấy X25 chú X25 nè. Kèm số ký luôn cho em. Rồi màu vàng nè. Màu vàng size 7kg tới 14kg nữa nè. Vàng 7kg tới 14kg nữa nè. 35.000. Ở màu vàng X26 35.000. 7kg tới 14kg đó. Bé trai mấy cái bộ này về mặc mát sướng. Ở nhà mặc sướng chị ơi. Rồi nhện này. Nhện này mấy chị chốt cho em là 39.000 nha. 39.000. Chốt em mà X27 nó có cái tà đằng sau nữa nè. Về mấy chị cài vô nha. Đó, về mấy chị cài vô nha. 39.000 nha. Mấy chị chốt size cho em là 8 tới 15kg mặt vừa. 8 tới 15kg mặt vừa nha. Mã X27 39.000. X27 39.000. Thun lạnh nha mấy chị. Nó có cái tà đằng sau được chưa? 39.000 được chưa? Rồi 39.000 mấy chị chốt em mã X27. Kẻ đen cho Trần Xuân Quỳnh ok nè. Rồi anh Hai Ben. Hai bộ lên số điện thoại cho em nha. Phương Tuyền Bùi cũng chưa lên số điện thoại này chị ơi. Khách mới lên số điện thoại cho em á nha. Rồi có mẫu 18kg rồi cho em xem lên. Em lên mẫu 18kg cho. Rồi mã này nha. Mã này quần chip. Một cái quần chip này. Một cái băng đô. Rồi một cái váy trắng nha mấy chị. Rồi chốt cho em mã X30 nha. Mã X30. Đây. Size từ 8 tới 14kg. Váy này em xả mấy chị 39.000. 8 tới 14kg mặc vừa. 8 tới 14 cái mặt vừa thôi. 39.000 váy trắng nha. 39.000 ba chi tiết luôn. Một con chip, một cái băng đô và một cái váy. Em váy trắng, váy này mặc đi tiệc được luôn. Tại vì nó rất là đẹp nha mấy chị. Nó rất đẹp luôn á. 39.000 dùm em chốt mã X30. Cho em mã X30 nha. 39.000. Rồi bộ này bi xanh nè. Bi xanh này size 10kg cho em. Bi xanh này size 10kg 35.000. Ai lấy bi xanh chốt bi xanh nè. Bi xanh 10kg 35.000. Rồi bộ gu xì này. Bộ gu xì này là 79.000 nha. Cho em là gu xì hồng nha mấy chị. Cho em gu xì hồng 79.000. Quần legging vải rất đẹp luôn. Hàng cô tông xịn 4 chiều. Cô tông chính phẩm xịn đó. Còn size 12 tới 15kg nha mấy chị. 11-12kg tới 15kg. Cho em gọi gu xì. Cho em là gu xì hồng nha. 79.000. 11-12kg tới 15kg là mặt vừa. Đó. Bộ ngố vải rất đẹp luôn. Này. Bộ ngố vải rất đẹp luôn. Ai lấy Gucci hồng mà chốt Gucci hồng cho em. Rồi bò trắng bò sữa. Trắng bò sữa này còn một bộ. Trắng bò sữa còn một bộ nè. Xả mấy chị 39 nè. Ai lấy trắng bò sữa chốt trắng bò sữa 14kg nha. Trắng bò sữa 14kg 39. Rồi bộ Doraemon này dùm em thun lạnh mấy chị. Doraemon. Doraemon này 49.000 size 18-20kg mặt vừa. 18-20kg mặt vừa nha. Chốt Doraemon dùm em nha. Rồi X30 39.000 cho bi quả ok em. Rồi váy này A-set này nhún xanh dùm em nha. Nhún xanh size 10-11kg. Nhún xanh 10-11kg 35.000. Vải đuổi tơ. Vải đuổi tơ. Đó, vải đuổi tơ nha. Nhún xanh. Nè, nó nhún đằng trước dễ thương lắm. Nhún rất là nhẹ nhàng nha mấy chị. Rồi lá nhún xanh 11-12kg nè. 35.000 nhún xanh. Áo cổ trụ. Áo này size 18kg. Áo này size 18kg 30 giùm em nha. Lá áo trụ đen thì chốt áo trụ đen nè.
áo trụ đen 18kg 30 nè. Rồi set này, set này em còn size 15kg nha mấy chị. Set belt này thiết kế 15kg mặc vừa áo của nó này, áo vậy nha. Rồi chân váy là chân váy rút nha, 39.000 cho em. Alex set belt, chốt set belt 15-16kg set belt, 15-16kg set belt nha. Tung lạnh màu rêu cho bà Vân Thương. Có đồ cho bé 26kg, 26kg là bé gái hả chị? 6kg bé gái hả? Rồi cái bộ này bộ lụa nha mấy chị, bộ lụa này em còn size 10-16kg nè. Lụa 10-16kg 60.000. Chốt mã X32. Set belt cho Nguyễn Thúy. Set belt cho Nguyễn Thúy. Đầm công chúa em hết rồi chị ơi. Đầm công chúa em hết rồi. Rồi chốt cho em mã này nha, mã X32, X32 60 nha, 10-16kg mặt vừa. 10-16kg mặt vừa, X32 màu xanh và màu hồng. Cái này là lụa. Cái này là lụa satin cho em nha. Đó, nó rất là dễ thương luôn, 60.000. 60.000 bộ lụa thôi. Phun lạnh. Phun lạnh còn hai bộ này hả? Xả cho bà nào này. Hai bộ này 60, phun lạnh minh kim mâm. Xả cho bà nào. Size 8kg chị, size 8kg nha. Rồi, còn hai bộ ai lấy phun lạnh chốt phun lạnh còn hai bộ này 60.000. À, ai lấy 60 chốt 60 giùm em đi, hai bộ thun lạnh. Hai bộ thun lạnh minh kim mâm. Hai bộ thun lạnh minh kim mâm 60.000. Nghi Trương ơi, lên số điện thoại cho em nha. Lên số điện thoại cho em nha chị ơi. Dạ nhưng mà em hết mất rồi chị ơi. Rồi quần kẻ cho em nha, quần kẻ 30. Quần kẻ này size 20kg mặt vừa. 20-22kg mặt vừa, quần kẻ 30.000. Lân thun rất là xịn luôn. Ai lấy quần kẻ chốt quần kẻ nè. Rồi set này giùm em nha. Set này cho em nha, set này 10kg. Set này 10kg nha, còn một set em xả 35. Rồi set dây. Alex set dây, chốt set dây. Alex set dây, chốt set dây cho em nha. Đó, set dây cho em 10kg 35.000 nha. Set dây 10kg 35.000. Dạ đúng rồi, bộ đây em hết rồi. Váy đây em hết rồi. Váy em hết mắc chị ơi. Rồi cái này 35kg nha mấy chị, 60 luôn giùm em, 35kg. Alex set bò sữa, chốt set bò sữa nè. Bò sữa 35kg 60. Quần này quần lỡ nha mấy chị ơi, quần lỡ. Bò sữa 35kg 60, bò sữa 60. Size to. Quần kẻ cho Nguyễn Thúy. Quần kẻ cho Nguyễn Thúy. Set dây cho Phong Loan, Phong Lan. Set dây cho Phong Lan, lên số điện thoại rồi nè. Yes, set dây nè. Rồi. Cái này set dây còn gì đó không? Không. Còn set dây cho Đào Bích nữa nè. Sách dây cho Đào Bích 10kg thấy trời, còn số 7, số 7, số 4 nữa. Ủa còn một bộ mô rồi, hết rồi hả? Tí nữa coi còn thì bảo không còn thôi. Size 10kg giùm em nha mấy chị. Cái váy, váy này váy chữ A. Váy chữ A nha. Rồi xả mấy chị 35.000 váy hồng. Ai lấy váy hồng chốt váy hồng 35 nè. Váy hồng 35. Bò sữa 60 là bò sữa 60 nè. Cho Vân Trần. Này, bò sữa 60 nè, cho Vân Trần lên số điện thoại giùm em chị. Rồi set dây em, set dây hết đó rồi chị Liên Phạm ơi. Rồi còn cái bộ này giùm em nha. Rồi xanh, hoa xanh cho em. Hoa xanh 12kg. Hoa xanh 12kg 35.000. Hoa xanh 12kg 35.000. Váy nhí size 8-9kg mặc vừa nha. À là váy nhí 35.000 chứ, váy nhí luôn. Váy nhí 35.000 luôn. À, sơ mi. Sơ mi vàng cho em nha. Sơ mi vàng size 10g. Sơ mi vàng này mấy chị chốt cho em mã X35 đi. Máy 35 30.000, em còn size 8kg đến 15kg. 8 tới 15kg 30. Hoa xanh cho Thương Nguyễn. Hoa xanh này. Hoa xanh đưa rồi cho Thương Nguyễn. Hoa xanh cho Thương Nguyễn. Có đồ bơi không hả? Em chưa có đồ bơi 25kg, chờ đợt sau em mới về đồ bơi 25kg chị. Lại sổ chị mấy á, bộ 3D size to này bán cho mấy chị kia. Rồi để đưa bút cho chị ghi cho. Rồi để em sổ bộ 3D ra em bán cho. Váy giùm em nha. Váy này còn như đó đúng không? Váy còn đúng không? Dạ còn. Váy này mấy chị cho chú em mã X36 nha. 49.000 cho em. Dễ thương chưa? X36 49.000. Còn size 13kg đến 18kg. 13 tới 18kg nha. X36 49.000. X36
tiền bùi. Em không nhớ nữa chị ơi, có gì tí nữa em chốt đơn cho nha. Chị lên số điện thoại đi, chị lên số điện thoại cho em nha. Váy nhí cho Khanh Trúc Trần, váy nhí cho Khanh Trúc Trần. Váy nhí thì dịch đâu rồi? Dạ, bên kia nè. Rồi váy nhí nhí cho Khanh Trúc Trần. Rồi váy này 35.000 giùm em nha, hoa đỏ nha mấy chị. Hoa đỏ, váy hoa đỏ 35.000, size 18 20kg mặc vừa, 18 20kg mặc vừa. À, lấy váy hoa đỏ chốt cho em nè. Váy hoa đỏ có đầm bé học lớp 5 37kg không à. Lớp 5. Thấy muối nha, thấy chị muối muối. Rồi hoa xanh có 9kg không em? Hoa xanh đó mình còn không có gì. Hết rồi á. Để từ mã bánh bèo vậy em lên vậy. Còn em còn nhiều mã gần giống vậy, na ná giống vậy để em lên cho. Rồi X36 chị Hảo Trần nè. Rồi chị không có bán, chị chỉ bán quần áo thôi á, Lê Thị Phương ơi. Chị chỉ bán quần áo thôi. À, lên rồi, dạ, rồi ok chị. Ủa lên rồi mà chưa có số. Chưa lên chị ơi, lên lại đi chị Phương tiền mùi ơi. Đâu thấy lên số điện thoại đâu, chưa có chị. Chưa có chị, chốt lại, lên lại số điện thoại giùm em nha. Ủa rồi ai là ai đây, ai đây ai đây mà comment thấy thấy muối nè ai. Rồi lâu lâu nó hay bị ẩn comment mấy chị. Rồi em chào chị Điêu Võ nha. Trời ơi cái bà này bữa trước tôi treo là thất bả thất lạc. Bả đi lạc đâu rồi mà bả không, em không còn thấy chị Điêu Võ nữa, bữa nay mới thấy lại chị nè. Nhớ chị ghê luôn á, chị Điêu Võ. Nhớ chị ghê luôn. Nhớ chị ghê luôn á nha. Rồi, bộ này giùm em nha mấy chị. Bộ này cho em nha, chốt cho em là 75.000 đi. 75.000 thun lạnh xịn nha mấy chị. Thun lạnh này là thun lạnh xịn nha. Mấy chị chốt cho em là mã X40 nha. Mã X40. Lấy cho chị mấy bộ treo trong kia mà nhí á. Lấy hết ra luôn đây, xả luôn. Rồi cái này giùm em nha, X40 Doraemon nha. Size này là từ 25kg đến 40kg nha mấy chị, 25 tới 40kg nha. X40 Mickey nha, X40 Mickey hồng nha. Cái này là thun lạnh xịn cho em nha. Phải mặc sướng và mát lắm, nó không có xù mà nó sẽ không có bay màu nha mấy chị, không có bị ra màu. Rồi X40 nè, ngựa Bonnie nha. Em bán đây là 75.000 nha mấy chị. 75.000 một bộ, hàng xịn 25kg. Từ 25kg cho tới 40kg nha. Rồi ngựa Bonnie xanh, X40 ngựa Bonnie xanh này. Cái này là cô gái xanh. Cái này là cô gái xanh giùm em nha, đủ size nha chị ơi. Cái này nó đủ size tới 40kg, 42kg mặc vừa. Rồi cái này là hình kitty giùm em nha. Cái này là cô gái hồng. Đấy, cái này là cô gái hồng nha. Cô gái hồng. Quá xinh luôn. Rồi cái này là cầu con gấu vàng. Cái này là con gấu vàng. Gấu vàng. Ai lấy mã này chốt cho em nha. Gấu vàng. Cái này size to 25 tới 40kg rồi, 42kg rồi nha. Rồi cho chị Vân Trần nè. Cho chị Vân Trần Mickey hồng ok chị. Rồi em lên mã dây này nữa nha. Dây, dây 39.000 giùm em nha mấy chị ơi, 39.000 nha. Mấy chị chốt cho em là mã dây này là X41 nè. Size từ 8 tới 10 18kg mặc vừa. 8 tới 18kg mặc vừa, 8 tới 20kg nha. Size 8 tới 20kg mặc vừa mã X41 màu đỏ. X41 nha, màu tím. Cái vải nào là vải cốt tông nha mấy chị. Vải cốt tông nha, 39.000 giùm em màu tím nè, 41 nè. 39.000. Rồi màu xanh cho em nha. Màu xanh nha. Alex 41 màu xanh này chốt luôn giùm em nha. Kèm mã kèm số ký là có đơn. Rồi lấy chị mấy cái quần legging nè, mấy màu á, còn mấy màu á. Rồi màu hồng, màu hồng sen X41 nha. Rồi màu cam cho em nha, 39.000 một bộ. Màu cam cho em nha, X41 kèm màu và kèm số ký. Cái này màu xanh nhạt cho em. Này màu xanh nhạt, ngựa Bonnie
quần bèo bèo rất là dễ thương luôn, 39.000 từ 8kg đến 20kg, nhiều màu quá trời luôn á chị. Màu vàng nữa này, màu vàng này, rồi màu hồng Doraemon này, hồng nhạt cho em này, ở màu hồng nhạt Doraemon, được chưa? Được chưa? Ai lấy á, kèm chốt kèm màu giùm em nha, kèm màu và kèm số ký nha. 39.000 bộ dây này, 39.000 bộ dây này giùm em nha. Dạ rồi. Alex 41 chứ, 41 từ 8kg tới 20kg mang vừa nha, 8 tới 20kg mang vừa nha chị ơi. Đó đủ size. 8 bích liễu lê, 8kg 13kg. Hồng hồng nhạt đúng không? Rồi. Quần legging không có 25kg chị ơi, quần legging này em còn size nhí thôi. Quần legging này em còn size 8 tới 12kg nha mấy chị. Quần legging này là bán combo 4 cái 99.000, 4 cái 99.000 giùm em nha. Đó, 4 cái 99.000, 8 tới 12kg mặc vừa. Quần legging vải cotton rất là xịn luôn cho em. Cotton này nó rất là xịn nha, co giãn nha, cotton chính phẩm nha mấy chị. Cotton chính phẩm giùm em nha, được chưa? Rồi ai lấy chốt luôn giùm em. Nguyễn Thị Như Hiếu ok chị. X41 màu vàng, Lê Thị Thu Hà. Dạ rồi ok chị. Để đó đi. Rồi cái này đầm body. Cái này đầm body nó hở lên đằng sau này nha mấy chị. Hở lên đằng sau nha. Cái này body đen đi mấy chị. Cho em body đen 35.000 đi. Body đen 35.000 hở lên đằng sau nha. Cái này cho em size là từ 10kg đến 12. Còn 2 cái à. 10-12kg thôi. Còn 10-12kg thôi, 35.000 cho em. Hở lưng đằng sau nha, nó còn dây nha mấy chị. 35.000. Rồi váy bi này 40kg mặc vừa nè. Váy bi 40kg mặc vừa, 38 40kg mặc vừa. Váy bi này vải lụa đẹp. Rồi nó cột dây đằng sau lưng. Đây. Ai lấy váy bi chốt váy bi giùm em nha. Đó, váy bi nha. Cái lưng là nó hở lưng đằng sau nha mấy chị. Hở lưng đằng sau cưng lắm. Rồi lấy váy bi này chốt váy bi giùm em là 45.000 đi. Váy bi này 45.000. 35-37kg mặc vừa, 35-37kg mặc vừa, 40-45.000. Ai lấy váy bi hồng rồi chốt váy bi hồng mà. Váy bi hồng 35. Váy xanh này hả? Váy xanh này cũng còn đúng không? Váy xanh này mấy chị chốt cho em là mã X42 nha, 39.000. Mã X42. Mã X42 39.000 giùm em nha. Lấy cho mấy chị, cho chị mấy bộ siêu nhân luôn em. Để em lên bộ siêu nhân bé trai rồi luôn nha mấy chị. Rồi, váy bi. Khi nào em chốt được thì em coi còn thì em bỏ chị cho Phạm Thu Hiền. Váy bi cho Thiên Thanh ok nè, thấy rồi nè. Rồi Xu Nguyễn váy bi, ok chị. Xu Nguyễn một váy bi với lại Thiên Thanh một váy bi. Rồi mã này giùm em là mấy chị chốt cho em là cái này váy xanh này là X42 39.000 nha. 8 tới 14 kg. 8 tới 14 kg mặc vừa 39.000. Bộ lụa này 60. Bộ lụa này là 60 giùm em nha. Màu rất là sang luôn bé trai nha mấy chị. Rồi em chốt size mấy chị là 8 tới 15 kg mang vừa. 8 tới 15 kg mang vừa. Đó, 8 tới 15 kg mang vừa nha. Rồi. Đây. Bà nào chốt cái này chốt X30 quên, chốt X44 đi. X44 60. Màu nâu với lại màu đen. X44 60 màu nâu màu đen. Bộ này 60.000, size từ 8kg tới 15kg cho em. 8 tới 15kg mặc vừa. Vải nó quá đẹp luôn mấy chị. Cái màu sang quá, trai gái đều mặc được nha. Mà cái này thì bé trai mặc đẹp hơn, có 60.000 thôi. 60. Đó. Đẹp chưa? Màu đen nè, màu đen màu nâu nha. X44 đen với nâu cho em. Rồi X42 cho bi quả nè. Váy 39.000 10kg cho đào bích nè. Đào bích. Bỏ vô cho đào bích đi cho được quen. Đào bích nha em. Dục ra đó. Tối mua chứ giờ bé nó buồn ngủ rồi. Ừ rồi ok đi vỏ tối mua. Ok em tối chị like. Váy bi. Váy bi em hét bắt chị Kiều Phan ơi. Rồi ai lấy mã X44 chốt kem mã X44 nha mấy chị. Lấy hết xuống xả luôn chứ lấy làm chi có bao nhiêu mấy trời. Chị lấy đi rồi xóa đi rồi em lấy tiếp cho. Chứ em sợ lấy nhiều quá không có chỗ để. Cắt cắt cái tùm lắm. Ờ rồi.
cái này 65.000 giùm em nha. Cho em mã X45 nha. X45 bộ ngố nha mấy chị, 18-25kg. 18-25kg nha, màu hồng màu xanh. Màu hồng màu xanh nha. Ai lấy X45 chú X45 65.000. 65.000 giùm em nha. X45 65.000. Rồi chốt cho em mã X70 nha mấy chị. Chốt em mã X70 cho em nha. Bộ này 70 luôn. Size từ size em còn size là từ 10 kg. Còn size 10 kg tới 25 kg mặc vừa. X70 70 luôn cho em bộ ngố. Bộ ngố. Rồi ok chị Xu Nguyễn. Bộ này mấy chị chốt cho em là mã X47. Mã X47 nha. Quần của nó là quần suông nhẹ. Quần đó quần suông nhẹ được chưa? Size này em chốt cho mấy chị size từ 12 kg đến 18 kg. 12 tới 18 kg 60. 12 tới 18 kg 60.000. Quần suông nhẹ nha mấy chị. Quần suông nhẹ cho em. Đó, 12 tới 18 kg 60. Rồi ai lấy cái này chốt cho em luôn. Mã X40 mấy rồi. 47. X47 có màu xanh màu vàng nha mấy chị. X47 màu xanh màu vàng luôn, 12 tới 18 kg. X70 nhà em có màu vàng nữa nè mấy chị. Ai lấy X70 màu vàng chốt X70 màu vàng nha. X70 màu vàng còn 18 tới 22 kg thôi. 15 tới 22 kg thôi. X70 màu vàng. Váy bò. Chị thương quá. 15 kg mấy chị ơi. Ai lấy váy bò chốt váy bò nha, 49.000 cho em. Váy bò 49.000, 15 kg với lại 17 kg, hai cái. 15 với 17 kg nha. Váy bò này mà giống như là vải lanh vậy nha mấy chị. Chất của nó giống như là vải lanh, nó rất là mát. Rồi ai lấy váy bò chốt váy bò giùm em nha, 15 với 18 kg. Bộ nãy bỏ cho ai rồi hả? Chị nói đồ miếng. À. X40 Doraemon cho Đặng Bảo Trân. Ok chị. Chị lấy em bộ gấu xanh lá. Chị lấy em bộ gấu xanh lá rồi. Bộ gấu xanh lá. Đây. Bộ này đúng không? Cho chị Nguyễn Thị Như Hiếu em. Rồi X70 màu vàng cho chị Thanh Nga. Ngọc Tiền là 19 kg có. Rồi X45 màu hồng Trần Thị Vui. X70 lên máy bộ áp rất tốt. Rồi Đặng Bảo Trân ok chị, 20 kg nha. Dạ rồi, bộ đó 20 kg luôn á. Váy bò. Bộ này Puma giùm em thun lạnh nha mấy chị. Puma thun lạnh, thun lạnh hai da, vải rất đẹp cho em. Còn một bộ size 15 kg và một bộ size 20 kg nha. Một bộ 15, một bộ 20 kg. Puma mấy chị chốt cho em là Puma này 45.000. Puma này 45.000, này là thun lạnh hai da, hàng của Monkey Kids nha, vải rất là đẹp nha mấy chị ơi. Cái màu Puma này nó sang quá. Ai lấy Puma chốt Puma cho em nè. Váy bò không có 11 kg chị ơi. Không, cũng size to chứ không có 11 kg. Không cần. Váy bò cho Dược Phạm. Váy bò cho Dược Phạm nè. À, đầm caro phía sau. Đầm caro phía sau là mẫu nào vậy ta? Mẫu đằng sau em phải đầm caro đâu. Mẫu này mấy chị chốt cho em là mã A14 nha. Mẫu này mấy chị chốt cho em là mã A14 màu vàng với lại màu xanh. Em còn size từ 12 kg nha. Còn size 12 kg tới 20 ta. Tới 28 kg, tới 30 kg, 12 tới 30 kg 85.000 một bộ. Chốt em mã A14, bộ này thì là cực kỳ xinh luôn, hàng của rất kích nha, rất là xịn luôn. Hàng của rất kích nha, rất là xịn luôn á. Bộ vàng này mấy chị chốt em bộ vàng cô gái này 39.000 thôi, size 11 12 kg. Bộ vàng cô gái 39.000 nha, 11 12 kg mặc vừa. Váy bò nè, váy bò 35.000 nè, size 18 kg đến 10 kg. Váy bò 35 8 đến 10 kg mang vừa nha. Anh lấy váy bò 35 thì chốt luôn giùm em váy bò 35. Váy nào 40 kg không chị? À, váy phèo giùm chị mấy cái váy 40 kg, váy tay phòng kia, váy mấy cái váy to to 40 kg. Rồi.
body này 35.000 nha mấy chị. Đó, chốt giùm em là mã X48, mã X48 35.000 body nha. X48 size này là size từ 10kg mấy chị. Size này từ 10kg đến 16kg, 10 tới 16kg mang vừa cho em. Body 35.000 nha, co giãn nha mấy chị. Cái này nó co giãn giùm em nha, 35.000 cho em. Đó, ai lấy body này chốt giùm em là mã X48 35.000 kèm số ký nha. X48 35.000. Cái beo này còn không? Cái đó còn một cái. Beo này size 14 kg nha mấy chị, 12 13 14 kg. 13 14 kg beo 35.000 giùm em váy body beo. Mặc kiểu thiết kế mấy chị, body beo nha. Ai lấy beo chút beo nè. Đồ cho bé 8 kg em nhiều lắm. Hảo Trần váy bò nè. Váy bò hồi nãy dục ra đó. Không, váy bò kia kìa. Hảo Trần một cái váy bò nữa. Đó. Váy Trần đào Hảo Trần. Váy này 30 đến 34 kg mặc vừa, 30 tới 34 kg nha. Váy hoa. Váy hoa 65.000 cho em màu vàng với lại màu hồng. Màu vàng màu hồng nha. 30 đến 34 kg có size. Rồi lấy váy này chốt váy hoa 65 đi. Váy hoa 65 cho em có khóa kéo đằng sau lưng. Váy bò này. Váy bò này em còn size 18 kg đến 40 kg nha mấy chị. 18 tới 40 kg mặc vừa. Váy bò này mấy chị chốt em là váy bò 49 đi. Váy bò 49 kèm số ký nha. 18 đến 40 kg mặc vừa. À, sau lưng là khóa kéo nha mấy chị, khóa kéo là sau lưng. Vậy bò này vậy đinh đềm minh lắm mấy chị, nên nó mềm lắm. Vậy đinh đềm minh nó mềm lắm nha. Ai lấy bò 49 chốt giùm em luôn. Váy bò 49. Đồ bé 37 kg hả? Đồ bé 37 kg bây giờ còn đồ 3D là nhiều á. Đồ 3D. Mấy bộ 3D hình á. Thiếu đồ lớn. Mấy bộ trong kia to không bé? Đó màu xanh á. Rồi mấy chị chốt cái này mã X50 cho em nha mấy chị. Rồi đẹp chưa siêu nhân. X50 cho em nha. Bộ này em bán mấy chị là 70 size lớn. 70.000 size lớn cho em. Size này là từ 20kg nha mấy chị. 20kg tới 35kg. Quá đẹp luôn. Mã X50 màu vàng. X50 xanh lá. X50 xanh lá nha. 20 tới 40kg à, 20 tới 35kg xanh lá. Rồi cái này này. Cái này là mã. Cái này ba lỗ hả? Ba lỗ để ra riêng. Rồi cái này. Cái này xanh đậm. Xanh đậm cho em. X50 xanh đậm. Xanh đậm. Rồi. Cái này hình con khủng long này. Cái này khủng long. Nha 20 tới 35 kg cho em nha mấy chị, 70.000 một bộ. Phun lạnh hai da, hàng mon cái kích rất là đẹp luôn. 70.000. 70.000 size lớn cho em tới 38 kg. 38 kg nha mấy chị. Bộ này 38 kg. Váy rin hồi nãy là 49.000 nha. Váy rin váy bò nãy là 49.000, chị Kiều pha 40 kg ok chị nè. 37 kg cho chị Su Nguyễn nè. Kiều Phan 40kg. Xin xỉu rồi, cảm ơn Nhã Uyên nha. Rồi đồ vừa rồi là hàng xịn không, hàng tuyển xịn không á. X50. Rồi ok chị. Bé Rinh là 49.000 rồi. Bé Rinh nãy là 49.000 nha. Rồi cho em mã qua mã này là X51 nha mấy chị, 70 luôn. Khung lạnh hai da, hàng xịn. 20 đến 38kg nha mấy chị. 20 tới 38kg á. Rồi ai lấy mã này chốt em là mã X51 Pokemon. Mã X51 Pokemon nè. Mấy đứa nhỏ là nó thích, cực kỳ thích cái mẫu này luôn. Mã X51 siêu nhân. X51 siêu nhân. Rồi. Rồi cái này mấy chị chốt ra cho em là mặt X51 mặt to nha. Mặt to. Cái này là bộ mặt to nha. Đồng giá 70.000 nha. Size lớn nha mấy chị. Rồi cái này là mi in cho em nha. Này là mi in size to từ 20kg tới 38kg, 70.000 một bộ. Thun lạnh này là thun lạnh hai da, hàng đẹp. Cái này chốt em là X51 khủng long.
khủng long nè, nhiều màu cực kỳ luôn. Ô tô cho em nha, cái này cho em ô tô nha mấy chị, ô tô nha, cho mấy chị lựa cho đã luôn. Rồi cái này mã ô tô cam, ô tô cam cho em nha. Nãy là ô tô vàng, này ô tô cam. Rồi này nữa, này ô tô đỏ nữa, trời ơi. Này ô tô đỏ nha, ô tô vàng, ô tô cam và ô tô đỏ cho em nha, nha nó khỏi bị lậu nha mấy chị. Xe to cho em, xe to cho em nha. Vé riêng bao nhiêu ký vậy? Hương Đinh mua vé riêng bao nhiêu ký thì chị, nó lên số ký đi nữa đi chị ơi, lên số ký cho em luôn nha. Rồi bộ này thông hơi, bộ này thông hơi em xả cho mấy chị 25.000 nha, 25.000 size 22 kg mặt vừa. Được chưa? A lấy 25 mà chốt 25 luôn. Xong hơi 22 kg mặt vừa. Ô tô cam 28 kg. Rồi ô tô cam 28 kg cho Tri Phương. Rồi bộ này chó giùm em nha, bộ chó 13-14 kg 35.000. Bộ chó 13-14 kg 35.000 cho em nha. Còn một bộ bữa trước em bán 45.000, còn một bộ xả. Bộ này à, bộ này 30 cho em nha mấy chị. Bộ này 30. Em còn size 8 kg tới 14 kg thôi. Đó, 8 kg tới 14 kg thôi. Vải co giãn cực kỳ sướng luôn á mấy chị, mang cực kỳ sướng luôn. Áo cúp ngọt cho em, dễ thương chưa. Rồi ai lấy cái này chốt cho em là mã A45. Mã A45 cho em nha, A45 nha. X5. Rồi cái này mã chốt em là mã X52. Mã X52 nha mấy chị. X52 cho em. Size của em nó là từ X52, size từ 10 kg đến 18 kg, 49.000 kèm trong váy da. 49.000 mã X52 kèm trong váy da cho em nha. Chó ba lăng cho Lệ Quyên. Bộ chó 35 cho Lệ Quyên Hường Đinh là 39 kg. Váy trống lưng em hết rồi. Rồi mã này chỗ em là mã X67 nha chị. X67 65.000 một bộ. X67. X67 màu xanh và X67 màu vàng. Cái này em bán cho mấy chị là từ 20 kg tới 30 kg mặt vừa. 20 tới 30 kg nha, 65.000. 65.000 khung cốt tông rất là xịn cho em. Cốt tông nè. Cốt tông này xịn nha. X67. X67 được chưa? Màu vàng và X67 màu xanh. 67 màu vàng và X67 màu xanh kèm số ký luôn giùm em. Từ 20 tới 30 kg mặt vừa. Đó, 65.000 một bộ. Bộ loan. Rồi, ngốt nhá này mấy chị chốt em là ngốt trắng nha. Ngốt trắng này 60. Size này 16 kg mặt vừa. Ngố trắng 60 size 16 kg nha. Size 16 kg. Có tông chính phẩm cho em, có tông chính phẩm. Có tông chính phẩm nha. Rồi ngố đen. Ngố đen này size 12 kg. Ngố đen này size 12 kg nha. 60 luôn. À lấy ngố đen chút, ngố đen. 60. Rồi ngố vàng. Ngố hồng, ngố hồng 60 size 16-17 kg. Ai lấy ngố hồng một chút, ngố hồng nữa giùm em, ngố hồng 60 16-17 kg mặt vừa. Bộ cam. Bộ cam này còn nhiều đúng không? Bộ cam này còn nhiều không? Không phải ha, bộ cam này nó còn nhiều. Rồi bộ cam này mấy chị chốt cho em là mã cam rút dây này à. Size 14 kg mấy chị, size 14 kg nha. Rồi ai lấy cam 60, chốt cam 60 còn một bộ nè. Cam 60 còn một bộ, size 14 kg mặt vừa. Size 14 kg mặt vừa nha. Cam 60. Bộ này, bộ này mấy chị chốt cho em là mã X. X60 mấy rồi, X62. Bộ này mấy chị chốt em mã X62. Mã X62 nha. 60. Size từ 10 kg tới 25 kg. Size 10 tới 25 kg mặt vừa nha. 10 tới 25 kg mặt vừa giùm em. Đó. X62 60.000.
X62 60 giùm em nha. X62 60. Rồi bộ vàng 60 em còn một bộ 15 kg nữa nè, 15 16 kg nữa nè. Ai lấy vàng 60 chốt vàng 60 nha. Cáo xinh lắm nha mấy chị. Cáo của nó rút da hai bên rất là xinh luôn, có tông này bao xịn và bao đẹp cho mấy chị nha. Rồi lấy bộ này chốt luôn vàng 60 16 kg. Hồng nè, bộ hồng nè 10 hồng là 15 kg nè. Bộ hồng 15 kg nữa nè. Xin chưa? Cho Phương Tiên Bùi. Phương Tiên Bùi, lên số điện thoại luôn đi chị ơi. Cam 60, Phương Tiên Bùi. Rồi màu hồng nữa nè nha, màu hồng 15 kg. Màu hồng 15 kg. Màu vàng 15 kg. Màu xanh 18 kg. Xanh 60 18 kg chị. Xanh 60 18 kg. Mấy cái mã này nó rất là vip nha mấy chị ơi, phải mướt mượt mượt cho mấy chị luôn, nó pha phối nè. Nè, bên này nó phối nữa nè nha. Không, đó, bên này nó phối nè, rất đẹp luôn. Rồi Alex xanh 60, chốt xanh 60 18 kg nè. Bộ hồng 18 kg nữa nè. Đó, bộ bò sữa hồng 18 kg nè. À mấy bà rút cái dây này lên cột lại nha. Mặc cưng lắm. Mặc cưng lắm. À 60.000. Bộ đồ về mà anh nhìn sờ chắc phải sướng luôn. Mướt mát. Đợi cam lấy vàng. Phương Tiên Bùi lên số điện thoại cho em chị ơi. Cho em coi đầm tím treo đi chị. Đầm tím này size nhỏ. Size 60 cho Thái vỡ. Rồi bộ này em còn một bộ nữa. Trời ơi dễ thương chưa. Bộ loan. Bộ loan 60 nè, 16 17 kg nữa. Bộ loan 60 16 17 kg nữa cho em. Sắc chưa? Sắc sắc luôn. Được chưa, chạy viền một bên nè mấy chị. Ai lấy bộ loan chốt bộ loan 60 luôn giùm em nha. Bộ loan 60. Bộ loan 60. Hồng cho Dược Phạm luôn nè, bộ hồng đó. Rồi. Hồng cho Dược Phạm. Rồi giờ em ghé lái được, ghé lái luôn đi chị. Thái vỏ bây giờ ghé lái luôn, ok. Rồi mã X này 65 giùm em nha. X65. X65. Alex 65 mà chú X65 nè. Cái này 65.000. Còn size 18-25kg mặt vừa. 18-25kg mặt vừa, có tông thái xịn. Có tông thái xịn rất là đẹp luôn. 65.000, 18-25kg. X70 nha. X70 giùm em nha. Đó ai đó X70 chú X70 nè. Được chưa? X70 còn size 10kg đến 18kg. X70 màu hồng nha mấy chị. Cái này là comment X70 hồng. À bộ chó còn một bộ size 10kg nè. Còn một bộ thôi đúng không? Size 10kg trả 35.000 còn một bộ chó. Ai lấy chó 35 chú chó 35 nè. Gấu. Gấu này em xả 39 nè, size 10kg luôn. Gấu nâu. Gấu nâu 10, gấu nâu 39 nè. Gấu nâu 39. Rồi sữa trắng. Sữa trắng này 14 kg 60. Ai lấy sữa trắng chốt sữa trắng nè. Sữa trắng. Bộ loan nó 28 kg không vừa đâu, bộ loan 17 kg thôi, 16 17 kg thôi. Bộ loan cho Sully Quỳnh. Bé nhỏ 15 kg thôi chị. Dạ rồi. Bộ loan. Bộ loan nó 16 kg thôi Sully Quỳnh nha chị. Rồi bộ chó còn một bộ nữa, chó đen. Chó đen còn một bộ 10kg nữa nè. Mấy cái mẫu này nó rất là cưng luôn á. 35.000 là giá xả nha chị. Thế. Váy hồng 35.000 luôn. Con xỉu luôn. Còn một cái em xả 35.000. Size 10kg, váy hồng. Ở ngõ Tư Lý Bình, Bình Sơn, con nghe chị Phương Tiên Bùi ơi. Cái này size 14kg nha. Váy tím này size 14kg 49.000 cho em. Váy tím 49.000. Váy hồng này size 14kg luôn. Váy hồng 14kg 49.000 luôn cho em. Hàng của luôn đây phải xịn lắm nha. À sốt. Bộ chó em lấy 12kg. Rồi hồi nãy em lấy 12kg rồi. Nãy bỏ cho em size 12kg rồi. Còn cái này 10kg má. Rồi bộ kẻ này giùm em nha. Bộ kẻ này thun rất là mịn luôn. Hàng Quảng Châu xịn cho em. Xả mấy chị 39.000. Nhung bao nhiêu ký vậy chị Nga? Bộ chó bao nhiêu ký vậy? Bộ chó 10 ký. Bỏ Kiều Nga đi, lên số điện thoại cho em nha.
váy tím. Váy tím cho Serena nè. Váy tím cho chị Serena. Rồi bột kẻ vàng nha mấy chị. Kẻ vàng 39.000 size 12 kg cho em. Cotton này đẹp lắm. Hàng Quảng Châu. Cái màu rất là sang luôn. Cái vải này mặc không xù không xẻ không bao giờ mặc. Mặc lâu cực kỳ luôn á, bền cực kỳ luôn nha mấy chị. Nó không cũ, vải xịn. Rồi. Hồng. Váy hồng này cho chị Hoàng Lan Nguyễn. Váy hồng là Hoàng Lan Nguyễn. Váy hồng nó còn một cái nữa đúng không? Bỏ em chị Kiều Nga. Kiều Nga một cái nữa. Kiều Nga. Kiều Nga nè. Rồi chờ em một tí. Ra bộ này giùm em nha. Dễ thương chưa? 30.000 giùm em nha. Size 8kg. Chất xanh 30. Chất xanh 30 size 8kg nha. Vải cốt tông. Vải cốt tông co giãn 4 chiều cho em. Rồi em váy này 30 luôn. Size 12kg chị. 12-13kg mặt vừa. Alex xanh 30. Chất xanh 30 nha. Vải giãn mà mắt lạnh luôn. Vải giãn mà mắt lạnh luôn đó chị. Rồi lên đầm. Đầm. Ok. Đầm. Sắp đầm đây hả? Đầm đây. Xanh 30 cho Hồ Hồng Thắm. Xanh 30 Hồ Hồng Thắm nè. Vải đúng không chị? Vải xanh đúng không? Vải xanh phải không? Váy xanh hay bộ xanh vậy ha? Chị Nguyễn Thúy đó, cái nào vậy ta? Có hai cái luôn, không biết là có lộn không biết gì. Lấy bộ hay là váy đó mấy chị comment lại giùm em nha. Rồi cái này mấy chị chốt cho em là A10 nha mấy chị. A10 cho em, A10 49.000. Vải lụa xịn, hàng của Suri. Hàng Suri là hàng xịn nha mấy chị. 49.000 chốt mã A10 kèm số ký giùm em. 10 tới 18 cái mặt vừa. 10 tới 18kg hàng của Suri, vải rất đẹp luôn. Vải nó đẹp. Giống như là hàng của Luni vậy. Rồi, à lấy cái này chốt giùm em nha. Chốt cho em nha. A10 kèm số ký luôn. Váy này còn A28 mà. Váy này A28 cho em nha, còn size 12 tới 18kg. 12 tới 18kg mang vừa 60 giùm em nha. Cái tay dễ thương lắm. Cái váy này mấy chị nhìn vậy nó mặc vô rất là cân luôn. Vì hàng công ty á, nó may rất đẹp nha mấy chị. Ai lại A28 60 cho chốt kèm size luôn. Váy váy cho Nguyễn Thúy. Rồi. Lên bộ dài tay bé trai đi à. Rồi bộ này sư tử xanh cho em nha. Em còn size 7kg đó, 14kg. Thấy đâu cầu bộ xanh. Cầu bộ màu xanh đó mấy hả? Rồi cầu một bộ size 10kg nha, sư tử xanh cho em 35.000. Sư tử xanh 35.000. À, ai lấy sư tử xanh, chốt sư tử xanh nè. Bộ này. Bộ này. Bộ này còn hai bộ hả? Rồi size này từ size này là 18kg nha. 18kg với 30kg. 18kg với 30kg nè. Còn hai bộ nha, bộ 18kg và bộ 30kg. Ai lấy bộ này chốt luôn em là trắng 49. Bộ trắng này 49 thôi. Này có tâm chính phẩm 4 chiều. Vải rất đẹp luôn. Coi cái quần này. Rồi 49.000 giùm em nha. Cái quần này thôi là mấy chị mua đủ tiền rồi á. Nguyên một bộ 49.000. Ai lấy trắng chỗ trắng luôn như giùm em. Xanh 8kg cho Lai Nguyễn Thị nè. Bộ xanh sư tử. Không phải 29 nha chị. À. Dạ rồi. Bộ vàng này còn một bộ nha, 49.000. Vàng còn một bộ thôi. Vàng bộ này size 15kg. Vàng 49 size 15kg. Đó bộ vàng nè, cái quần rất là cân luôn. Còn nhiều hả? Còn size mấy vậy trời? Size 15kg nha mấy chị, 15-25kg. 15-25kg giùm em. Ai lấy vàng 49 này, chốt vàng 49 nè. Bộ xanh nữa nè. Bộ xanh em còn size từ 14kg nha mấy chị, 14kg tới 30kg. Xanh này em còn 14-30kg, ai lấy xanh 49 là chốt xanh 49. Á à, bộ mấy cái sao, bộ này nó rẻ. Sao thì lấy ta số tốn đi, ta sẽ làm ký đi. Ôi váy này nè.
tay em nha mấy chị ơi. Váy bò sữa. Váy bò sữa này size từ 12 tới 20 kg mặc vừa nha. Váy bò sữa này 49.000 cho em. Bò sữa 49.000 mấy chị chốt cho em là mã X67 đi. Mã X67. Mã X67 nha. 49.000. Lai Nguyễn Thị bộ xanh 30. À, chị Lai Nguyễn Thị là mua cho bé trai với gái. Lên mấy bộ nhí nhí ở dưới đây đi cho nó. Quá trời bộ nhí dưới đây. Rồi bộ dây này 12kg mặc vừa nha. Ai lấy dây 30 chốt luôn, dây 30 nè. Em xả cái đống này nữa rồi em nghỉ. 18kg nha. Bộ thiết kế size là 18kg. Áo bệt vai như thế này nha, quần là rút dây. Rồi ai lấy thiết kế chốt thiết kế 49.000. Thiết kế này 49 cho em. 18-20kg mặc vừa. Bò sữa 17kg. Rồi ok chị. Váy bò sữa Suli Quỳnh ok chị luôn. Rồi bộ này bộ lanh nhí. Lanh nhí 7-8kg mặc vừa 30. Ai lấy lanh nhí thì chốt lanh nhí nè. Bộ này size 17-18kg. Bộ 33 17-18kg mặc vừa. Ai lấy bộ 33 thì chốt bộ 33 luôn. 33 17-18kg mặc vừa 39.000. Bộ 33 39. Rồi cái này em này. Set này xả 39.000 size 12kg. Em xả lẻ size cái hả mấy chị ơi. Size 12kg mặc vừa 39.000. Ai lấy bộ chữ rồi chốt bộ chữ nè. Em xả mấy cái này nữa hả. Bộ cam này. Bộ cam này 39.000 hàng của Monkey Kit nha. Còn size 18kg với lại size 22kg nè. 18-22kg mặc vừa 39.000. Đó bộ LV cam đi. Ai lấy comment giùm em nha, LV cam quần dài, quần rất kinh dài. Quần chữ cho chị Xu Nguyễn nè. Thái vỏ hả? Thái cho chị. Cái đơn chị Thái vỏ luôn đi. Bộ này 49.000 nha, cái ti 49.000. Cái này size 20kg mà 22kg mặc vừa. Thái vỏ nãy được một quần cái gì thấy vỏ nhiều lắm mà bà thứ gì tự nhiên vậy. Vô cái bill coi đi. Áo kẻ vàng hồi nãy giục ra rồi mà. Kẻ vàng bộ x2 với x3. Rồi LVK 22kg cho Phạm Thu Hiền. Rồi LVK K 18kg cho Ngọc Tuyền. Dụng ra ghi tên rồi má. Cam Ngọc Tiền 18kg với lại 22kg cho Thu Hiền. Cái này là Hello Kitty 49.000 nha. 22kg. Rồi cái này bỏ đỡ chị trước đi. Cái này 45.000 giùm em nha. Dây chốt mã dây 45 17kg mặt vừa, 16-17kg mặt vừa. Dây 45 cho em. Cái này áo trắng size 25-26kg 30.000 giùm em nha. Áo trắng kiểu 25-26kg, áo trắng kiểu 30.
Bà ba xay nhí hả? Bà ba xay nhí còn lại dài tay á chị, còn mỏ tay dài á. Thôi tối em like tiếp nha mấy chị. Tối em like tiếp nha mọi người.